1, 2, 3, bắt đầu. Xin chào mọi người, rất vui mọi người đến với kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện cực kỳ nóng hổi tại dự án Ocean Park 2. Với Tùng thì Tùng cũng có rất nhiều khách hàng. Thì Tùng cũng đã inbox là hai anh em xuống dưới tại dự án và có những câu hỏi cần phải giải trình với khách hàng để khách hàng an tâm hơn. Thì theo Tùng thì chia sẻ rất nhiều câu hỏi, nhưng mà thôi thời gian có hạn, thì theo em thì những vấn đề gì em cần đấy mà khách hàng hay hỏi nhiều mà cần để anh em mình cùng chia sẻ với khách hàng. Chào anh Chiến, thì như em được biết là anh cũng là một người gắn bó với dự án từ thời điểm đầu. Đấy thì như những khách hàng của em hiện tại bây giờ hỏi em rất nhiều những câu hỏi là dự án Vinhome Ocean Park 2, thứ nhất là vị trí nằm tại Văn Giang Hưng Yên thì xa thủ đô như vậy thì liệu cái tiềm năng tăng giá có tốt không? Đấy, và cư dân về đây ở thì bao giờ thì có thể là đông. Vâng. Ok. Về vấn đề của Tùng thì anh khách hàng của anh cũng đã hỏi, thì anh xin được chia sẻ như này. Trước đây với Riverside thì mọi người cũng đều nói rằng là ở xa Hà Nội. Nhưng đến bây giờ thì Riverside đang là một nơi mà nhà giàu cất trữ tài sản. Đấy, lúc đấy là mọi người ở Phúc Đồng Long Biên, mọi người thấy rằng là rất xa. Thế nhưng đến bây giờ thực tiễn là như vậy. Cái thứ hai, khi bắt đầu dự án ở Ocean Park 2 thì chúng ta còn nhớ, anh còn nhớ lúc đấy là 2018. Và rất nhiều người có một câu chuyện chia sẻ là ai về mà hỏi thăm người nhà ấy, thì ai lại đem tiền sang Châu Quỳ. Nhưng đến bây giờ thực tiễn thì đã là một đem lại một đô thị cực kỳ thành công, vang dội và gì? Đúng với câu chuyện của Vin là xây dựng lên một đại đô thị quốc tế và các cư dân toàn cầu. Đấy, nên là bởi vậy, thế khi bắt đầu chúng ta, em xuống đây, bây giờ em mới là chuẩn bị kỷ niệm 1 năm thành mở bán tại Ocean Park 2 này. Vâng. Thì em thấy 28 tháng 4 mọi người phải thức từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Thì khi đấy là gì? Đến bây giờ mọi người ai xuống đây cũng ngỡ ngàng, đó là một sự kỳ tích. Vâng. Và xu hướng sống chung bây giờ là người ta chuyển từ Old Town sang New City. Vâng. Tất cả các 8 phân khu tại đây, 458 hectare với 12.641 căn thì đều mang một bản sắc, đều mang một cái phong cách sống khác nhau. Mọi người rất muốn là gì, một ngôi nhà của chúng ta vừa là nơi tích trữ tài sản, vừa là một nơi nghỉ dưỡng. Đấy, vừa là nơi có tất cả các tiện ích đủ đầy. Vâng. Đúng không? Mà chỉ có Vin mới đáp ứng được thôi. Đúng không? Thế thì đến bây giờ anh thấy là anh có rất nhiều nhóm khách hàng là gì? Họ sở hữu 4 5 căn ở đây. Họ rủ anh em họ hàng, họ từ bên Việt kiều đến nước ngoài về nắm giữ tài sản ở đây. Vâng. Thì như vậy là anh đánh giá là không phải là xa trung tâm, mà là vấn đề là có đem lại các tiện ích, có thu hút được, có những tiện ích đẳng cấp quốc tế lại ở đây không? Vâng. Đúng không? Đấy, thì anh đánh giá là với anh không phải là xa, cũng không phải là gần, mà vấn đề là tất cả là môi trường sống, tất cả là những điều đem lại đến cho những điều cư dân mong muốn khi sở hữu tài sản và muốn cái gì ở đây. Ở đây chúng ta có vừa nơi tích trữ tài sản, vừa cái nơi hạ tầng sống tuyệt vời, vừa một môi trường sống mà đẳng cấp quốc tế cho các cư dân toàn cầu. Vâng. Thì anh nghĩ là những điều đấy sẽ là một sức hút, là một điểm nhấn để mọi người sẽ, rất nhiều người sẽ gọi là đến đây lập nghiệp, làm tổ tại đây, nắm giữ tài sản tại đây. Vâng, hay quá anh ạ. Thì cũng một câu hỏi tiếp theo mà khách hàng đặt cho em rất là nhiều nữa là khi mà ở đây có đến hơn 12.000 căn biệt thự, rồi 12.400 căn biệt thự, thì bao giờ mới lấp đầy được? Ok. Vấn đề của ngày xưa cũng thế, giống như Ocean Park 1 có 66 tòa và 2.400 căn biệt thự. Rất nhiều người cũng mơ hồ và nghĩ rằng là sẽ không ai sang đây, đúng không? Thế nhưng mà em thấy là chỉ cần cái chính sách tổ ấm ăn vui của chủ đầu tư, sau khi từ bàn giao xong Trà Là và San Hô và các cái căn như Kinh Đô Ánh Sáng và Sao Biển đây, thì em có biết là nếu như tất cả mọi người chỉ nhìn trên Facebook hoặc những thông tin khác thì mọi người thấy rằng là ồ, hình như dự án này không ai về. Nhưng mà em về em nhìn đây này, em đặc biệt em vào khu Trà Là, em sang khu San Hô, cứ mỗi một cái dãy nào em nhìn thấy cái màu lưới xanh cải tạo về, kiến trúc lại về là đang đấy, hoàn thiện. Đấy đã là hoàn thiện. Thì mỗi một lần anh, một ngày anh xuống, một tuần anh xuống, anh nhìn thêm dãy phố, có những cái mỗi một ngôi nhà có thêm cái dãy phố, có nhiều cái đấy anh đếm. Ví dụ 12/40 hoặc là 20/40 cái căn ở dãy phố đấy. Đấy đã là niềm tự hào, là niềm xúc động nhất. Thế thì em chỉ biết rằng là chỉ khi chủ đầu tư đưa ra một cái chương trình mà chỉ có Win thôi. Vâng. Các chủ đầu tư khác là xây nhà xong rồi, có thể là hạ tầng chưa đồng bộ hoặc là nhiều cái chưa đồng bộ, nhưng với Vin là gì? Hạ tầng đồng bộ sau bán nhà, đúng không? Sau đem lại các tiện ích và đến bây giờ lại lo cho cả cái môi trường sống. Môi trường sống là gì? Cái chính sách tổ ấm ăn vui là gì?
khi các bạn về đây, các bạn cải tạo lại, bạn có cho thuê các cái dịch vụ tiện ích cho cư dân trước đã, chứ không muốn là cho các bác về ở. Vì các bác có 5 ngôi nhà thì các bác cũng lại 5 tuần các bác mới về một lần. Nhưng dịch vụ tiện ích, ngày trước anh xuống đây, em mà mời anh cà phê thì chắc chắn cũng không có. Nhưng đến bây giờ có. Thì bây giờ em nhìn thấy là em xuống Trà Là này, em xuống San Hô này, em xuống Kinh Đô Ánh Sáng này, ngay đây này. Em sẽ thấy những vị trí cực kỳ tuyệt vời. Những cái căn mà anh gọi là khủng long thì họ răng lưới lên, họ hoàn thiện kiến trúc. Đang hoàn thiện. Thế thì sau đó là chủ đầu tư hỗ trợ là gì? Từ căn từ dưới 60 đến 48 là chủ đầu tư hỗ trợ 16 triệu một tháng. Trên 60 đến 90 là 20 triệu. Và trên đó nữa, trên 90 là 24 triệu. Trong 2 năm thì cái câu chuyện nó tạo lên một cái big win. Cần một môi trường sống, đúng không? Cần người về ở, đúng không? Dạ. Nhưng mà lại là được ai tài trợ? Chủ đầu tư rất mong muốn là đô thị sống thật sự thì chủ đầu tư đưa những chi phí đấy. Đúng không? Dạ. Thế thì em nhìn thấy là riêng về con số đăng ký trên email nhá, đã tầm 6.000. 6.000 trên 12.641, đúng không? 12.000. Và thực tiễn bây giờ em đếm chắc chắn anh khẳng định là con số trên 500 với cộng với lại 988 căn hoàn thiện theo tiêu chuẩn bán giao của chủ đầu tư. Đâu đó anh khẳng định luôn ở số hiện tại bây giờ nó tầm độ khoảng 2.000 căn đang hoàn thiện. Đấy. Và chương trình chủ đầu tư trong sự kích cầu thì có chia sẻ là sẽ có nữa, sẽ có nữa. Thế nên là với Vin thì anh nghĩ là chúng ta cứ làm những điều đàng hoàng, đặc biệt câu chuyện của quán cà phê MV ở Trà Là 1553. Bạn ấy đầu tiên bạn ấy xác định bạn ấy không phải hưởng tối ăn vui, nhưng bạn ấy làm vì mục tiêu kinh doanh, làm vì mục tiêu phát triển thị trường. Thế là bạn ấy đầu tư vào và đến bây giờ hai bên chủ đầu tư thắng này. Nhà bạn ấy đầu tư hết 1.2 tỷ, bây giờ được bách lại 2 năm là 480, đúng không? Một bạn kia, bạn cà phê ấy, được là top trong 50 cũng được 20 triệu trong 12 tháng. Thế vô hình chung anh thấy là gần như được tài trợ 2 phần 3 căn nhà. Nên là em sẽ xuống là mọi người, thật ra anh có một khái niệm là cái điều anh rất vui là đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền. Đấy, và hãy đến nơi mà nhà giàu hay nuôi tới, đúng không? Giá trị của bất động sản là qua những bước chân ngôi nhà của bạn. Ở đây ông ở chỗ Kinh Đô Ánh Sáng này hướng đến một nền kinh tế đêm. Em thấy sẽ thấy sau này em sẽ thấy Bùi Viện này, em sẽ thấy Tạ Hiện này, em sẽ thấy đường Nguyễn Huệ tại đây. Thì anh nói em là cái sức hút cực kỳ lớn. Nên là cái câu chuyện lo nghĩ là dân có về ở hay không, thì anh nghĩ là anh khẳng định từ giờ đến cuối năm sẽ là một sự kỳ tích của khu đô thị này về sức hút dân cư nữa. Vin luôn là như vậy, đúng không anh? Đúng Vin rồi. nói được sẽ là làm đúng được. Rồi, đúng đấy, rồi, đúng Vin rồi, luôn đúng là rồi. Vậy. Khách hàng của anh cũng quan tâm đúng câu hỏi như của em. Dạ vâng. Thì là còn một câu hỏi nữa là khách hàng cũng rất là quan tâm, và là khách hàng đang quan tâm là bây giờ thị trường VinOcean Park 2 là bây giờ đang có rất nhiều những cái căn ở trên các group rồi. Đấy, thông báo là cắt lỗ và các bạn làm thị trường các thứ là okay, hỏi okay. về rất nhiều về cái vấn okay. đề cắt lỗ. Thì khách hàng cũng đang rất quan tâm về vấn đề đấy. Thì theo như anh Chiến là một người gắn bó với dự án từ đầu như vậy, thì anh có cảm nhận như thế nào về cái vấn đề này? Về vấn đề này anh cũng được hỏi rất nhiều. Và khách của anh, thậm chí anh cũng đã bị gọi là bong rất nhiều khách. Nhưng câu chuyện nó như này, tất cả mọi người khi xuống dự án thì sẽ có trải nghiệm khác. Đấy, cái mặt trái của kinh tế 4.0 nó là như vậy, là có tin biện hộ, tin đăng chịu trách nhiệm, và có những tin đăng để câu like, câu view. Thế thì anh nhớ là ngày 28 tháng 4 trước ấy, thời điểm trước ấy, thì chủ đầu tư lúc thời điểm đấy mở bán, chủ đầu tư cũng phải ra công văn, ra thông báo rằng là đừng đi vào những group đặt cọc như vậy, các cái đặt cọc thiện chí gì đấy. Thì mặt trái của 4.0 là như vậy, nhưng bên mặt phải 4.0 của chúng ta đấy, chúng ta yêu Vin, chúng ta có chuyển được tiền 5-10 tỷ trong đêm không? Chỉ có công nghệ mới làm được như thế. Đúng không? Chuyển tiền, cái app chuyển tiền ấy. Thế thì bây giờ ở đây cũng vậy thôi. Anh khẳng định là có khách của anh còn đi tìm cắt lỗ. Nhưng mà những cái lời anh tư vấn thì bạn ấy phải đi xác thực lại. Mà xác thực lại thì cuối cùng lại gặp bạn anh. Lại bạn anh. Đấy, đúng không? Lại gặp thì anh mới nói là chia sẻ là gì? Vấn đề là cần phải xuống dự án hoặc là tìm những sale chuyên nghiệp. Thậm chí ở đây có rất nhiều sale người ta gọi là sale đánh theo trend, bán theo trend. Sale không được đào tạo bài bản. Đấy, thì họ tạo ra những câu chuyện của 4.0. Họ tạo thế, hoặc trong group thế thôi. Thế còn nếu mà chúng ta tham gia trong group cư dân chính chủ ấy, thì thấy là ai cũng khát khao sở hữu tài sản ở đây, ai cũng muốn gia tăng cái giá trị cái căn nhà của mình đang sở hữu. Thế còn đương nhiên là anh thấy là có cắt lỗ, khẳng định là có. Đấy là người ta do là cái quản trị dòng tiền, các bác không phải là đầu tư mà các bác đầu cơ. Đầu cơ bây giờ hết một năm về hơn hạn thì các bác ấy
cần phải thanh khoản. Nhưng câu chuyện như này cũng không phải là bác ấy. Thanh khoản của những căn bé và thậm chí có những khách người ta ôm 4-5 căn thì người ta phải giải những bài toán tài chính đấy. Đúng không? Hoặc thậm chí là anh đã từng biết là có một đơn vị là sàn One Housing của Techcombank, họ có những giải pháp nhưng đều là giải pháp tài chính. Và cái đấy nó sẽ hoàn toàn đi theo một đường chính thống, chứ không như các bạn kia là đăng tụt xuống nhưng mà khi khách kết nối thì lại bảo là ôi anh ơi vừa bán rồi. Đấy, vừa bán rồi. Thế và đây câu chuyện anh cũng phải chia sẻ luôn là chúng ta sẽ luôn luôn phải đối diện, chia sẻ cho khách hàng là gì? Anh mua hàng cắt lỗ thì như thế nào? Anh mua hàng chủ đầu tư thì ra sao? Đấy, tại thời điểm này có những người là rất nhiều, anh gặp rất nhiều người tiền vừa phải nhưng mà xuống đây lại thích căn đẹp, lại thích cắt lỗ. Thì bài toán ấy là phi thực tiễn. Khó đúng không anh? Không được, đấy đúng không? Không được. Thế thì câu chuyện là cuối cùng chỉ là gì? Phù hợp với tài chính. Các bác cứ có từng đây tiền, nếu mà bác cứ tham gia vào cắt lỗ thì bác cứ phải trả lãi ngay, hoặc bác phải trả ngay. Thế nhưng bác lại bảo bác muốn một căn đẹp. Thế bác lại cứ đi tìm thế, đi tìm thế là các bên hoàn toàn không kết nối được. Thế là đang bị một khoảng cách, anh khẳng định luôn là đang khoảng cách. Thế nên là câu chuyện là anh thấy là cần phải cho thấy khách hàng là gì? Đại đô thị tiện ích đây, chủ đầu tư làm những cái giá trị tuyệt vời nhất. Và anh khẳng định luôn có những người cắt lỗ, anh hỏi là nếu bây giờ em có tiền thì em tham gia đầu tư bất động sản nào khác nữa? Chưa có một chủ đầu tư nào hơn Win. Ở thời điểm này thì đúng thật là chưa có một chủ đầu tư nào đảm bảo về mặt pháp lý. Đúng rồi. Dạ. Bất động sản còn mặt pháp lý nữa thì Win cũng là một điều tuyệt vời nhất. Đấy thì anh nghĩ là qua những câu chuyện mà ba câu hỏi của em thôi nhưng mà cũng là tệp khách hàng anh cực kỳ quan tâm mà mình thấy rất đúng ở chỗ đấy. Nhưng mà thôi, đó là thực tiễn mà anh em mình đem được cái sự trả lời, được cái một cái thông tin. Cái này thì sau khi mà khách hàng em thấy sự thỏa đáng, và em anh cũng vậy thôi, anh thường xuyên là tự án mà anh cũng hy vọng rằng là em sẽ phải đưa được những khách hàng thực tiễn xuống đây trải nghiệm xuống đây. Cái quảng trường Kinh Đô ngày xưa thiết kế khác, bây giờ thiết kế khác, và chắc chắn rồi những sự trải nghiệm này, những sự gặp gỡ những chủ nhà thực tiễn ấy thì sẽ giải tỏa được tất cả những câu hỏi đấy. Và anh nghĩ rằng là từ đấy anh em mình sẽ đưa đến thông tin cho khách hàng những cái thương vụ hay đầu tư thật sự là hiệu quả. Đấy. Thực sự là hôm nay khi mà em đứng ở đây ấy, thì cái cảm giác của em khi đứng trước cái quảng trường Kinh Đô ánh sáng rộng lớn như này ấy, thì em cảm giác thực sự rất là bỡ ngỡ, bất ngờ trước những cái gọi là nó rộng lớn như này. Đấy. Anh gặp rất nhiều các bạn trẻ đẹp trai như chú dẫn mấy cô người yêu xuống đây. Vâng. Ở đây có 8 phân khu nhá. Chú cứ cưa 8 cô đi nhá, anh ủng hộ đúng không? Ok, nói đùa thôi. Cơ bản nhất thì là những thông tin và điều nó phải nắm hơi thở. Tức là phải trực tiếp tại dự án, trải nghiệm từng khách hàng. Thậm chí anh bây giờ anh gặp khách hàng nhá, còn tiền, cái cách họ tiệm cận ấy, cách họ tiệm cận với thị trường, với căn ấy, cực kỳ là tinh tế. Cách họ tiệm cận với sale cũng vậy. Đúng có rồi. Thể 2-3 sale nhưng mà câu chuyện đấy anh nghĩ rằng là cần sự phân tích, tư vấn chuyên sâu. Đúng vậy anh nhỉ. Đấy thì thôi em cũng cảm ơn anh Chiến về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Rồi, thì okay. Anh em mình cũng có những cái thông tin để cung cấp đến quý khán giả. Rồi thì, ok. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe em và anh Chiến chia sẻ những cái thông tin, và để tiếp theo những cái động lực tiếp theo thì mong là anh chị like sub kênh của anh Chiến để anh Chiến có những cái làm những cái video hay hơn gửi đến quý khán giả. Anh em chúng tôi là những người thật sự là yêu Vin, yêu sản phẩm Vin. Đấy, và những cái người tư vấn đẹp trai như em Tùng này thì hãy ủng hộ cho em ấy. Hãy mua cho em ấy 2-3 căn nhá. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở những video sau.